Sáng nay ngày 7 tháng 11 năm 2017, phóng sự Hương Sắc Đô Sinh đến thăm vườn cảnh nhà ông Nguyễn Trọng Thành, và mọi người hay gọi ông là ông Thành Đất. Chúng ta cùng thưởng thức những tác phẩm bonsai trong khuôn viên vườn cảnh nhà ông Nguyễn Trọng Thành. Với tác phẩm đầu tiên, đó là tác phẩm Sung. Địa điểm vườn cảnh nhà ông Nguyễn Trọng Thành là cơ sở Thành Công Kỳ Viên thuộc Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội. Chia tay với tác phẩm Sung, chúng ta đến với cây ổi. Một cây ổi ta có dáng song siêu. Bên cạnh những tác phẩm bonsai là khu vực non bộ cảnh, bể cá koi và đồi tùng. Cây nào anh? Cây trứng gà gì? Cây trứng gà ngay cổng vào ở bên tay trái gì? Đúng rồi, cây trứng gà dáng trực mà tôi vừa nhìn thấy rồi. Hôm trước mình đang quay thì nó mưa to quá. Nay quay hôm trước thì mới hôm trước nắng hơn. Mà nắng. Thế nhưng mà sâm này thì thời tiết này quay đẹp rồi. Hôm nay thời tiết này quay rất đẹp. Không mà nắng đẹp hơn. Để chứ tí nữa chờ xếp Thành về xong rồi để xếp giới thiệu 1-2 cây cho khán giả xem. Hồ cá koi đẹp thật đấy.
và chúng ta cùng chia sẻ một tác phẩm Phi Lao. Một tác phẩm Phi Lao dáng siêu và rất là đẳng cấp. Và đây là một cây phượng vĩ. Cái gì, cây này á? Vâng. À, một cây phượng vĩ có một cái thân rất cổ quái. À, lần trước tôi đến đây gần có quán cà phê đâu rồi? À, người ta chưa đến làm việc à? À, tức là chiều tối. Vâng. Cây nào trở về hôm qua?
À cái này á? Cái bé. À cái nhỏ, cái nhỏ. Đây á? À. Nhưng mà cây này thấy lá vẫn để rông nữa. À đây chúng ta nhìn một tác phẩm phi lao. Một cây phi lao tầm trung. Dáng siêu. Và với tác phẩm phi lao, Đỗ Sinh cũng xin dừng hình video này tại đây để chúng ta chuyển sang video tiếp theo. Chia sẻ vườn cảnh ông Nguyễn Trọng Thành, Hoàng Mai, Hà Nội.